Chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Thưa quý vị, chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An phát trên sóng AM tần số 756 kHz và FM tần số 96,9 MHz. Sau phần tin tức trong tỉnh, phóng viên Thanh Thủy có phóng sự thu thanh đặc sắc Láng Sen. Sau đây là nội dung chi tiết mà quý vị bắt đầu theo dõi. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Long An tổ chức hội nghị triển khai công tác tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đóng vai trò rất quan trọng trong việc xây dựng kế hoạch cụ thể, đồng bộ, phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các tổ chức thành viên hoàn thành tốt công tác tham gia bầu cử. Đặc biệt, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tham gia tổ chức hội nghị hiệp thương, hội nghị cử tri để lấy ý kiến đối với những người ứng cử, hội nghị tiếp xúc cử tri để người ứng cử vận động bầu cử, tổ chức hoạt động giám sát và thông tin tuyên truyền vận động. Trong tổ chức hội nghị cử tri để lấy ý kiến đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã phải chủ trì phối hợp với Ủy ban Nhân dân cùng cấp tổ chức hội nghị cử tri ở ấp khu phố để lấy ý kiến đối với người ứng cử cư trú thường xuyên tại địa phương, phối hợp với các đoàn thể nhân dân vận động cử tri đến dự họp, bảo đảm đủ số lượng. Đối với tổ chức hoạt động giám sát, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp xây dựng kế hoạch tổ chức giám sát, phối hợp với các tổ chức thành viên và Thường trực Hội đồng Nhân dân cùng cấp giám sát và vận động nhân dân, giám sát quá trình tổ chức bầu cử, góp phần bảo đảm để cuộc bầu cử diễn ra thực sự dân chủ và đúng pháp luật. Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất ở Trung ương vào ngày 16 tháng 2 năm 2016. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Trưởng ban An toàn Giao thông tỉnh Long An Đỗ Hữu Lâm cùng đoàn cán bộ, đại diện Công an tỉnh, Ban An toàn Giao thông tỉnh, Sở Giao thông Vận tải đến thăm chúc Tết lực lượng làm nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông Tết Bính Thân 2016. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Đỗ Hữu Lâm thăm hỏi động viên và yêu cầu các đơn vị làm tốt nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết, không để xảy ra ùn tắc giao thông và giảm thiểu tai nạn giao thông. Nhân dịp xuân Bính Thân 2016, đoàn chức sắc tôn giáo dân tộc tỉnh Long An đến thăm tặng quà và chúc Tết tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Long An và thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Tân An tỉnh Long An. Đoàn chúc lãnh đạo tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cùng cán bộ công nhân viên chức hưởng một mùa xuân an lành hạnh phúc. Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy Trần Văn Cần ghi nhận những đóng góp của đồng bào chức sắc tôn giáo trong quá trình phát triển kinh tế xã hội tỉnh nhà. Ông chúc các chức sắc tín đồ tôn giáo dân tộc đón một năm mới an khang thịnh vượng. Ban chỉ huy quân sự huyện Đức Hòa tổ chức lễ trao tặng nhà đồng đội cho đại úy chuyên nghiệp Nguyễn Hoàng Tuấn, trợ lý dân quân Ban chỉ huy quân sự huyện tại ấp Thuận Hòa 2, xã Hòa Khánh Nam, huyện Đức Hòa. Căn nhà được xây dựng dạng bán kiên cố với tổng kinh phí là 70 triệu đồng, trong đó trích từ ngân sách nhà nước là 40 triệu đồng. Cán bộ chiến sĩ Ban chỉ huy quân sự huyện Đức Hòa đóng góp 10 triệu đồng. 20 triệu đồng còn lại do các mạnh thường quân là anh Trần Minh Đức, chị Nguyễn Thị Thúy ở thành phố Hồ Chí Minh và gia đình anh Khanh ở Đức Hòa Hạ đóng góp. Được biết, mặc dù hoàn cảnh rất khó khăn, nhưng đại úy Nguyễn Hoàng Tuấn luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Khi nhận được sự quan tâm giúp đỡ của ban chỉ huy, các anh em đồng đội và mạnh thường quân gần xa anh Tuấn rất xúc động và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc vì đã giúp gia đình anh có căn nhà ấm áp trong những ngày xuân Bính Thân 2016. Tại buổi lễ trao nhà, Ban chỉ huy quân sự huyện Đức Hòa cùng các mạnh thường quân đã tặng nhiều phần quà giá trị động viên tinh thần gia đình anh Tuấn, cũng như góp phần để gia đình anh được hưởng mùa xuân đầy đủ và trọn vẹn hơn. Thưa quý vị, vào tháng 11 năm 2015, khu bảo tồn đất ngập nước Láng Sen thuộc huyện Tân Hưng, tỉnh Long An được chính thức công nhận là khu vực Ramsar, tức vùng đất ngập nước có tầm quan trọng quốc tế về sinh học và bảo tồn, thứ 7 của Việt Nam và thứ 2227 của thế giới. Sự tồn tại của khu bảo tồn đất ngập nước Láng Sen góp phần quan trọng trong việc bảo tồn đa dạng sinh học và cảnh quan thiên nhiên vùng Đồng Tháp 10, đồng thời bảo vệ nguồn gen động thực vật quý hiếm, phục vụ công tác nghiên cứu khoa học, du lịch sinh thái. Trong những ngày đầu xuân, mời quý vị khám phá vẻ đẹp của khu Ramsar này qua ghi nhận của phóng viên Thanh Thủy. Thưa quý vị, khu bảo tồn đất ngập nước Láng Sen nằm giữa vùng Đồng Tháp 10, nên khi đến đây, ai trong chúng ta cũng cảm nhận được không khí thật trong trẻo, bình yên, về chơi miền quê sông nước.
và sẽ còn thú vị hơn nữa nếu được thong dong trên chiếc xuồng chạy dọc những cánh rừng tràm bạt ngàn, bao bọc quanh khu bảo tồn dưới cái nắng nhẹ nhẹ và làn gió mát lành. Nào, mời quý vị cùng khám phá. Khu bảo tồn đất ngập nước Láng Sen có diện tích hơn 4.800 hectare với 3 phân khu chức năng gồm phân khu sinh thái, phân khu rừng tràm kinh tế và phân khu đa dạng sinh học. Khu bảo tồn là một bồn trũng nội địa thuộc vùng Đồng Tháp 10, có địa hình đặc trưng kiểu đầm lầy ngập nước và mang tính đa dạng sinh học cao. Láng Sen là môi trường sống của hơn 150 loài thực vật, hơn 140 loài chim, trong đó nhiều loài chim quý hiếm có tên trong sách đỏ Việt Nam và thế giới. Khu bảo tồn đất ngập nước Láng Sen còn là nơi cung cấp nguồn thức ăn quan trọng cho các loài động vật thủy sinh, là nơi sinh sản nuôi dưỡng và di cư của nhiều loài sinh vật. Ông Trương Thanh Sơn, giám đốc khu bảo tồn đất ngập nước Láng Sen tỉnh Long An cho biết: Khu bảo tồn đất ngập nước Láng Sen chúng tôi thì mới vừa được công nhận là khu Ramsar 2227 của thế giới và thứ 7 Việt Nam. Về sinh cảnh đặc trưng thì chúng tôi có lùm cắp, rồi cánh đồng sen súng, đồng cỏ năng, rồi đồng lúa ma, những cái vùng đất như ngập nước theo mùa và cái đai rừng ven sông. Trong năm 2016 sẽ liên hệ để làm cái đề án phát triển du lịch cũng như cái kết hợp với chỗ công ty Trần Thái chuẩn bị đầu tư 100 ha để mà phục hồi sinh cảnh đồng bằng châu Long. Trong đó thì có nhiều cái sinh cảnh như cấy và cái ta thủ công, rồi cài trâu và cái sinh cảnh như nhà ba gian, rồi cái phục dựng lại. Khu bảo tồn hiện có hơn 1.150 hectare rừng tràm. Đây là yếu tố góp phần tạo sự đa dạng về nơi sống, về loài và cảnh quan tự nhiên. Đa số các tiểu khu rừng tràm đều phát triển tốt, riêng tiểu khu 10 không phát triển do phải trữ nước quanh năm để bảo tồn các loài thủy sản. Ngoài vườn quốc gia tràm chim, Đồng Tháp, khu bảo tồn đất ngập nước Láng Sen là nơi hiếm hoi còn giữ được cánh đồng lúa ma, một trong những nguồn gen quý. Diện tích khoảng 50 hectare. Loại lúa trời này mọc tự nhiên ở vùng trũng thấp, sinh trưởng phát triển trong mùa lũ, chín từng hạt và dễ rụng. Là vùng đất ngập nước với hệ thống sông rạch tự nhiên đa dạng về sinh thái, Láng Sen được xem là cảnh quan thiên nhiên còn sót lại của vùng Đồng Tháp 10 nguyên thủy. Bà Bùi Kim Hạnh, khách tham quan chia sẻ: Đây là lần đầu tiên mình đến khu bảo tồn Láng Sen, được đi dò lại dọc theo những cánh rừng tràm. Mình thấy đây là một nơi rất là đẹp, vẫn còn giữ được nét hoang sơ của thiên nhiên. Nếu mà bạn nào thích khám phá vẻ đẹp của thiên nhiên thì đây là một nơi rất là thích hợp, lý tưởng để tìm đến vui chơi. Thì nên phát triển một số các dịch vụ như ăn uống, vui chơi hay là nghỉ dưỡng, rồi có thể tổ chức được các cuộc cắm trại theo nhóm hoặc theo gia đình. Để phát triển du lịch thì khi mình phát triển các dịch vụ thì vẫn cần phải giữ được những cái vẻ đẹp của thiên nhiên. Hiện nay có khoảng 60.000 cá thể sinh sống tại khu bảo tồn, trong đó loài cò chiếm số lượng nhiều nhất. Các loài chim nước chủ yếu tập trung tại tiểu khu 11, tiểu khu 12 và một số lồng kênh. Những tiểu khu còn lại gồm các loài như điên điển, cuốc, cò ốc. Thời gian gần đây, số lượng các loài chim quý hiếm tập trung tại khu bảo tồn tăng hơn so với các năm trước. Thưa quý vị, vùng ngập nước Láng Sen, cứ mỗi buổi chiều về, từng đàn chim cò xào xạc bay về tổ rợp cả một góc trời. Và ước tính khu bảo tồn đất ngập nước Láng Sen có hơn 140 loài chim nước, trong đó một số loài có tên trong sách đỏ Việt Nam và thế giới. Nếu có dịp đến với Láng Sen, quý vị đừng bỏ qua cơ hội chiêm ngưỡng cảnh tượng tuyệt vời này. Việc được công nhận là khu Ramsar thứ 2227 của thế giới và thứ 7 của Việt Nam tạo điều kiện thuận lợi cho công tác bảo tồn đa dạng sinh học, đồng thời là cơ hội để phát triển bền vững, nâng cao giá trị và tầm quan trọng của khu bảo tồn đất ngập nước Láng Sen trong thời gian tới. Đây không chỉ là điểm du lịch sinh thái hấp dẫn mà còn là địa chỉ quen thuộc của các nhà nghiên cứu khoa học. Ông Phạm Văn Trấn, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Long An cho biết: Trong cái quy hoạch cái sản phẩm du lịch của Long An thì xác định rằng Long An là cái du lịch sinh thái Đồng Tháp 10. Trong đó cái khu bảo tồn đất ngập nước Láng Sen là một điểm nhấn của du lịch Long An. Vừa qua thì Sở Văn hóa Thể thao Du lịch đã đề nghị Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch đưa cái khu bảo tồn đất ngập nước Láng Sen này cùng với khu tràm chim của tỉnh Đồng Tháp thành cái khu du lịch trọng điểm quốc gia. Nếu được Bộ Văn hóa Thể thao du lịch chấp thuận thì đây là một cái cơ sở rất thuận lợi để du lịch Long An phát triển. Thì hiện nay thì có một số nhà đầu tư đến tìm hiểu để xúc tiến đầu tư vào cái khu này. Thì các nhà đầu tư này thì qua tìm hiểu thì thấy rằng cái năng lực và cái tâm huyết
rất muốn đến với lại cái đầu tư với lại cái khu bảo tồn đất Cẩm Đức Láng Sen. Tin tưởng rằng cái trong tương lai là du lịch Long An sẽ phát triển, mà điểm nhấn là cái khu bảo tồn đất Cẩm Đức Láng Sen kết nối với lại khu Tràm Chim của tỉnh Đồng Tháp cũng như là các khu vực khác ở đồng bằng sông Cửu Long. Đến Láng Sen, du khách có thể thông dong trên chiếc xuồng chạy dọc cánh rừng tràm, tỏa hương nhẹ nhẹ, thỉnh thoảng nghiêng mình theo con nước và ngước nhìn bầu trời trong xanh cùng những cánh chim chao liệng. Sự tồn tại của khu bảo tồn đất ngập nước Láng Sen hứa hẹn không chỉ là điểm du lịch sinh thái hấp dẫn, mà còn góp phần bảo vệ nguồn gen quý, cảnh quan thiên nhiên vùng Đồng Tháp 10, duy trì đa dạng sinh học quan trọng của Việt Nam và thế giới. Sau đây mời quý vị theo dõi một số tin trong nước. Trong không khí ấm áp của những ngày đầu xuân, Quận ủy, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận 12 thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt truyền thống chiến khu An Phú Đông lần thứ 41. Đến dự có các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Lê Thanh Hải, Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Thân Thị Thư, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, Nguyễn Thị Lệ, Trưởng ban Dân vận Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, Nguyễn Hoàng Năng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, Nguyễn Thị Thu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, các bà mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang cùng đông đảo các tầng lớp nhân dân quận 12. Sau nghi thức dân hương, dân qua tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, thế hệ đồng chí đồng bào đã ngã xuống trên quê hương An Phú Đông, Dường Cao Đỏ trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Bí thư Quận ủy quận 12 Trần Hữu Trí phát biểu ôn lại truyền thống đấu tranh cách mạng của nhân dân chiến khu An Phú Đông xưa, đại diện cho thế hệ trẻ. Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, phường Thạnh Xuân, Nguyễn Thanh Tân phát biểu bày tỏ niềm tự hào về truyền thống anh hùng của mảnh đất đã trở thành biểu tượng cho sức mạnh, lòng tự hào, tình yêu quê hương của tuổi trẻ quận 12, đồng thời thể hiện sự kiên định mục tiêu lý tưởng, nỗ lực phấn đấu cho mục tiêu phát triển đất nước theo con đường mà Đảng, Bác Hồ chỉ ra. Trong năm 2016, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến tuyển sinh chuyên ngành điện tử y sinh. Đây là ngành học hoàn toàn mới và duy nhất tại phía Nam. Mục tiêu đào tạo của ngành là tập trung phát triển hướng thiết kế chế tạo, vận hành thiết bị trong ngành y tế, cũng như hỗ trợ các bác sĩ trong chẩn đoán hình ảnh và tín hiệu liên quan đến sức khỏe con người. Cụ thể, hướng đào tạo của ngành là thiết kế, chế tạo và vận hành trang thiết bị y tế, xử lý tín hiệu và hình ảnh y sinh, thiết kế và xây dựng hệ thống diễn y. Theo tiến sĩ Nguyễn Thanh Hải, trưởng bộ môn điện tử công nghiệp nhà trường, sinh viên sau khi ra trường có thể theo học chương trình sau đại học về kỹ thuật y sinh hoặc các lĩnh vực khoa học và kỹ thuật liên quan, trở thành những kỹ sư có thể hỗ trợ, phối hợp với bác sĩ trong các bệnh viện hoặc trung tâm chăm sóc sức khỏe, làm việc trong các công ty liên quan đến thiết bị y tế hay giảng dạy về khoa học kỹ thuật tại các trường đại học cao đẳng và trung học, làm việc tại các trung tâm viện nghiên cứu về giải pháp công nghệ và chế tạo thiết bị y sinh. Bộ Ngoại giao Mỹ ra thông báo Mỹ chưa có kế hoạch nào về việc tuần tra hải quân chung với Ấn Độ, đáp lại thông tin trước đó rằng Washington và New Delhi đang thảo luận về việc tuần tra chung trên biển. Mỹ và Ấn Độ chia sẻ tầm nhìn về sự ổn định hòa bình ở châu Á. Vào thời điểm này, chúng tôi chưa có bất kỳ kế hoạch nào cho việc tuần tra hải quân chung. Reuters ngày 12 tháng 2 dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Mark Toner thông báo trong cuộc họp báo hôm 11 tháng 2. Trước đó ngày 10 tháng 2, một quan chức quốc phòng Mỹ tiết lộ với Reuters rằng giới chức Mỹ và Ấn Độ đang bàn bạc về việc cho tàu tuần tra chung trên Biển Đông. Khu vực tuần tra có thể bao gồm cả Biển Đông. Việc tuần tra chung Mỹ-Ấn trên Biển Đông nếu trở thành hiện thực có thể sẽ khiến cho Trung Quốc tức giận. Bắc Kinh nhiều lần phản đối việc Mỹ điều tàu áp sát các bãi đá, đảo mà nước này đang chiếm đóng phi pháp trên Biển Đông. Russia Today đưa tin cơ quan kiểm soát hàng không nông sản Nga vừa thông báo cấm nhập khẩu bắp và đậu nành từ Mỹ từ ngày 15 tháng 2 tới. Thời gian lệnh cấm có hiệu lực chưa được công bố. Theo cơ quan kiểm soát hàng nông sản Nga, Nga đã báo trước cho Mỹ về khả năng cấm nhập khẩu bắp và đậu nành do bị nhiễm khuẩn và nguy cơ sản phẩm bị biến đổi gen có thể thâm nhập vào Nga, tổng cộng trong năm 2015 qua xét nghiệm đậu nành. Cơ quan kiểm soát hàng nông sản Nga phát hiện 64 trường hợp lẫn 7 loại hạt dại và chất lạ bị cấm, trong đó có những loại không tồn tại tại Nga. Cơ quan kiểm soát hàng nông sản Nga cho rằng việc nhập khẩu sản phẩm bị nhiễm khuẩn từ Mỹ vào Nga gây tác hại đến an toàn thực vật và thực phẩm không chỉ của Nga mà của toàn Liên minh Kinh tế Á-Âu. Vừa rồi là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình thời sự sau.